con chào chú nha. Trời ơi. Con nghe mà chú hát là con không đỏ cũng được chú. Được cái đó cho tặng đi sao? Wow, tuyệt vời cô ơi. Trời ơi. À, đây là một lời hăm dò rất là dễ thương. Dạ. Rồi. Mình chuyên nghiệp à, mình hát chai đi chú. Dạ, dòng sau quê em. Thì vậy mà nó hay. Ngại quá. Ngại quá. Không. Mà được rồi, được rồi thôi. Rồi. Không sao hết, mình cứ một câu thôi. Một câu thôi chứ. Ca câu rồi phải không? Dạ. Câu một thôi. Một câu thôi. Đừng nói một chữ. Không phải một chữ nhưng mà một câu thôi. Dạ. Chiếc xuồng nhỏ đưa em về sớm nhỏ. Nghe rì rầm tiếng sóng vỗ gần xa. Dòng sông quê em đẹp ánh trăng. Câu hát xa xa lòng anh trần chơi. Rồi được rồi. Trời, tôi còn nghe đang cái nào mà thấy được chị? Dạ là thấy nữa. Một tiếng nữa là chú sẽ được lên. Dạ. Cô Sáu ơi, bây giờ là vô kênh con là thấy luôn á cô Sáu. Dạ. Rồi thì phải nói là tụi con cảm ơn cô Sáu ha, cũng như là chú, cũng như là gia đình của mình rất là nhiều luôn. Dạ. Wow, trời rất là nóng ha. Trời rất là nóng mà chú Tiểu cũng nóng quá, đúng nóng quá rồi. Rất là nóng nha. Mình đứng đây mà cũng nghe nóng á. Chú Tiểu nãy giờ chú Tiểu ngồi đó mà chú Tiểu giờ mới thấy nóng á chú Tiểu. Chú Tiểu vừa lắm nha. Rồi bây giờ 15x sẽ quay trở lại một cầu năm để ghi hình cho tất cả quý cô chú anh chị xem nha. À cô với anh với chị lên nước uống đi. Ở đây có nước suối nè. Dạ. Nè cô, trong tay đây có nước cô. Dạ. Dưới hai con lại lấy nước uống nha. Đó có nước. Dạ. Wow, chị Hảo kỹ quá, lau từng cái gọi là cái dĩa luôn nè. Trời ơi, phải nói là một cái chi tiết nhỏ nhưng mà phải nói là rất là tuyệt vời luôn á nha chị Hảo ơi. Chị Hảo nhớ lắc lấy nước uống nha. Đó, đây là cái khu vực nhà nghỉ ha. Kế bên mộ của cậu Năm luôn. Đông lắm. Mộ của cậu Năm ở đó hôm nay thì quá đẹp, quá tuyệt vời, không còn gì để nói hơn nữa. Những cái hai cái chậu cây hương thảo mới được một cái cô phải nói là rất là thân với cậu Năm Vũ Linh. Gia đình đã từng ăn uống chụp hình chung với cậu phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Đúng rồi em. Chú Tiểu dễ thương. Khi mà bà con cô bác đến đây thì không muốn về luôn đó. Rất là hương ha.
cái chỗ này sáng rất là mát ha, nhưng mà bây giờ là nắng nó đã rọi vào rồi, cho nên bà con cô bác đã vô đây đã ngồi ở đây rồi đó. Rồi bây giờ 15m sẽ quay cái khu vực ở ngoài đường cho tất cả quý cô chú xem ha. Đó, ở đây thì cũng có các anh các chú ha, sau khi biến xong thì cũng tập trung ở bên ngoài để mà nói chuyện nha. Đó, như các cô các chú các anh chị thấy thì những cái mộ phần xung quanh, đây là những cái mộ phần xung quanh ha. Hôm nay là 30 tháng 4, nhưng mà không có mộ nào đông bằng mộ của cậu Năm hết ha. Đây là mộ của cậu Năm. Nhưng mà khi mà mọi người đến đây viếng thì cũng không quên đó là đốt nhang cho những cái mộ phần xung quanh đây. Như các cô chú anh chị thấy ha, thì những cái ngôi mộ xung quanh đây phải nói rất là cũng rất là ấm áp ha, được cô bác gần xa. Đó, mộ nào cũng có nhang ha, gần gần đây nè, mộ nào cũng có nhang hết. Bà con đến viếng thì không quên đốt những cái ngôi mộ xung quanh đây luôn, rất là tuyệt vời. Phải nói là cậu Năm khi mà sống rất là tốt, rất là hay đi từ thiện. Ngoài cái tài của cậu không ai sánh bằng á, thì cái đức của cậu phải nói là cũng là có một không hai. Cho nên khi mà cậu chết á, mọi người phải nói là ai cũng quý mến cậu hết. Hầm chết để gia, người chết để tiếng. Cái tiếng của cậu phải nói là muôn đời luôn. Đó, mọi người đốt giấy điện nhân bạc cho cậu. Đó, phải nói hai chỗ luôn hết, bên kia một chỗ thôi. Cô bán ở xa ha. Rồi nước uống. Đó. Nước uống nè, được chú Tiểu mang đá vào để bỏ vào cho nó mát ha. Quay toàn cảnh cho tất cả quý cô chú anh chị xem ha. Những cái ngôi mộ xung quanh đây cũng tràn ngập nhang khói luôn. Các cô bác đến viếng thì cũng không quên là đốt nhang luôn, rất là tuyệt vời. Khi mà 15m ghi hình tới đây á, thì có những cái khán giả mà đến đây rất là nhiều lần và rất là đặc biệt, làm cho 15m Dương là nhớ mãi. Ai đến á, 15m cũng nhớ đó, đã ghi hình, đã hỏi thì phải nói là phải nhớ, không thể nào quên được. Rồi, rớt rồi. Tuyệt vời quá ha cô. Quý trọng luôn. Đến đây thì 15m Bình Dương cũng xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. À, mới phát hiện chị Hảo không lén cậu nha. Rồi thôi, bây giờ tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị nha. 15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Thì hôm nay là ngày 30 tháng 4, còn bây giờ là buổi chiều rồi. Chiều 30 tháng 4 ha, một buổi chiều phải nói là rất đông các bà con cô bác đến viếng mộ cậu Năm Vũ Linh. Đó, như các cô chú anh chị thì xung quanh mộ của cậu Năm Vũ Linh tràn ngập cái đóa hoa ha, đóa hoa rất là đẹp luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con chào các cô nha. Dạ. Trời ơi, các cô đến chắc là thấy rất là tuyệt vời đúng không các cô? Dạ. Cô đã đến mấy lần rồi? Đến mấy lần? Lên. Dạ. Nhưng mà mình thấy nó luôn thay đổi đúng không cô? Dạ, luôn thay đổi ha. Hoa lúc nào cũng mới. Dạ, có những hoa cũ nhưng mà không bao giờ mà là nhìn thấy nó cũ. Dạ, thấy lúc mấy hoa mình làm lại. Dạ. Nhưng mà mỗi lần đến là thấy sẽ khác đúng không? Dạ, những cái tràng hoa mới hơn, đẹp hơn rất là nhiều luôn. À, là sẽ đi như mới luôn đúng không? Dạ. Wow, em trai này tuyệt quá. Lần đầu tiên thấy một em trai lâu hình luôn á. Wow, cảm ơn em trai rất là nhiều luôn. Thường thì những cô, những chị hoặc là những em gái lao chứ ít bao giờ thấy em trai lao, em rất là đặc biệt ha. Cảm ơn em rất là nhiều. Đó, em trai như các cô chú các anh chị thấy thì em trai này đang học đại học ha. Đó là một phải nói là một người con hiếu thảo, một người cháu rất là tuyệt vời, rất là vâng lời ông bà cha mẹ ha. Hôm nay thì em này cũng đưa ông bà đến để viếng mộ cụ Năm Diệu Linh, phải nói là rất là tuyệt vời. Thì bây giờ 15 Bình Dương sẽ quay toàn cảnh cho tất cả quý cô chú anh chị xem ha. Đó, toàn cảnh rất là đông, bà con cô bác đến viếng rất là đông ha, rất là tuyệt vời luôn. Quanh ha, tuyệt vời lắm. Ông bà con cô bác đến viếng mộ còn năm.